Với tâm lý tiền nào của nấy, mình khá là đắn đo trước khi đặt bàn ở đây vì mình đã từng có một trải nghiệm không được tốt cho lắm tại một nhà hàng buffet 5 sao có mức giá tương tự. Nhưng riêng lần này, mình đã có một bữa tối rất ư là xứng đáng với dàn buffet hải sản cao cấp không giới hạn trong một không gian sang trọng, ấm cúng nằm ngay trung tâm thành phố. Dù là chỉ có hơn 60 món ăn, nhưng tại đây vẫn tạo cho mình một cảm giác đa dạng lạ kỳ, muốn gì có đó. Và bây giờ thì mình sẽ mời mọi người cùng xem và trải nghiệm cùng với mình nhé. Nếu thấy hay, hãy bấm like và subscribe kênh để luôn nhận được nhiều nội dung mới từ mình. Và thân chào các bạn đã trở lại với Share Cooking and Sharing. Mình đang có mặt tại khách sạn My House Sài Gòn, một khách sạn 5 sao có địa chỉ số 157 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng thực tế, cổng chính để vào khách sạn và nhà hàng là số 1 Ngô Thời Nhiệm các bạn nha. Đúng như tên gọi thì khi vừa bước chân vào My House, mình có cảm giác rất dễ gần, cứ như là đang bước vào một dinh thự của giới quý tộc ngày xưa, chứ không hẳn là một nơi lưu trú cao cấp. Đặc biệt là phần cầu thang dẫn lên nhà hàng sẽ được trải thảm vàng và uốn cong mềm mại theo lối kiến trúc Đông Dương vô cùng sang trọng và hòa nhã. Nhà hàng này có tên là C'est La Vie, một cái tên rất Pháp, nằm ở tầng 2 của khách sạn. Chỉ mở bán buffet đại trà vào tối thứ 6 và 7 mỗi tuần, nên chắc chắn khi tới đây là mình phải đặt trước các bạn nha. Theo chân bạn nhân viên, tụi mình được dẫn tới một vị trí ở giữa gian nhà. Lúc này thì mình thấy chỉ còn khoảng 1-2 bàn trống thôi các bạn. Và bàn ăn ở đây cũng được bày trí khá đơn giản, với một chiếc khăn ăn, dao, muỗng và nĩa. Gia vị thì họ để sẵn muối hạt và tiêu. Ở giữa là một lọ hoa cùng với số bàn hôm nay của mình là A8. Nhìn từ bên ngoài vào, C'est La Vie có một không gian dùng bữa khá tối, nhưng thực tế thì đây là một hiệu ứng tạo cảm giác riêng tư rất hay bằng việc phân bổ ánh sáng đúng vào vị trí của từng bàn ăn. Chỉ những ai đã ngồi vào bàn rồi thì mới thấy bàn mình sáng thôi. Còn khu vực bên cạnh sẽ là những quầy buffet được sắp xếp theo sơ đồ hình vuông, vừa là nơi trưng bày, vừa là nơi chế biến, phục vụ những thức ăn nóng rất tiện lợi. Đầu tiên sẽ là quầy hải sản hấp sẵn được trình bày khá bắt mắt, có vị trí nằm ở ngay lối ra vào của nhà hàng. Tại quầy này chúng ta có thể lựa chọn cho mình những con vẹm xanh, vẹm đen hay tôm sú ăn liền với muối tiêu chanh, hoặc có thể nhờ nhà hàng hấp lại nếu thích. Còn tôm hùm, tôm càng và cua thì mình sẽ order theo nhiều kiểu chế biến và sốt khác nhau. Nói là nhiều chứ thực ra tôm hùm ở đây chỉ có nướng phô mai, bơ tỏi và nướng mồi thôi các bạn. Còn cua thì theo như bạn nhân viên trực quầy tư vấn cũng chỉ có hấp hoặc là luộc là hết rồi. Và khi order thì các bạn nhớ báo chính xác số bàn của mình để nhân viên họ biết và đem ra tận nơi cho mình luôn, chứ không cần phải đứng đợi đâu nha. Tiếp tục di chuyển sang quầy hào sống, mình thấy hào ở đây có chất lượng khá cao, sạch sẽ, thịt nhiều. Ai mà không thích ăn hào sống như mình thì có thể order hào nướng phô mai hoặc mỡ hành đều được. Bên cạnh sẽ là vài loại nước chấm cơ bản để ăn với hải sản như nước mắm, muối ớt xanh và muối tiêu chanh. Một góc mà mình ấn tượng nhất là quầy ốc chảo. Thật khó để hình dung ra là trong một không gian sang trọng, mình lại bắt gặp một hình ảnh vô cùng gần gũi với ẩm thực đường phố Việt Nam. Đó là các loại ốc, nghêu, sò, hải sản được giữ nóng bằng những cái chảo tàu bay, còn bên dưới là những lò than hồng quen thuộc. Thơm lắm các bạn, đặc biệt là cái chảo ốc hương sốt trứng muối và ốc mỡ xào me là mình thấy ưng con mắt nhất. Đi tiếp sang dãy thứ hai sẽ là khu vực mì và bún hải sản tôm giam, với các loại topping hải sản, rau cải và bông bí được sắp xếp trong từng cái thúng tre nhìn rất là hấp dẫn, đặc biệt là về mặt thị giác. Tuy nhiên, các thể loại món nước thì thường mình sẽ dành vào cuối bữa ăn, với điều kiện là bảo tử còn cho phép, chứ mình không có thói quen ăn ráng hay là ăn quá nhiều để lấy lời. Bên này sẽ là các món ăn chế biến sẵn như mì xào hải sản, rau củ xào tỏi, bò hầm tiêu xanh, cơm chiên sò điệp, thịt cừu hầm và mì ống sốt bento. Thêm vào đó là một sừng hấp bánh bao được đặt ở cuối quầy lai. Còn về ẩm thực Nhật Bản thì ở đây họ trang trí đẹp như một vườn hoa với đủ các thể loại màu sắc khác nhau, nhìn rất là tươi mát, được chia làm hai phần là sushi và sashimi. Với sushi chúng ta sẽ có maki, nigiri, còn sashimi thì có 3 loại là cá hồi, cá ngừ và cá chẽm. Trong đó cá hồi mình để ý nhà hàng còn tách ra làm hai phần đuôi và thân. Ai thích nạc nhiều thì lấy phần đuôi, ai thích béo hơn một chút thì lấy phần thân các bạn nha. Wasabi, gừng hồng và nước tương ăn kèm cũng sẽ được để ở ngay góc bên cạnh của quầy sushi. Tiếp tục chúng ta sẽ tới quầy Steak Station với hai phần thịt minh họa vô cùng sinh động đập ngay vào mắt mình. Lúc đầu còn tưởng là mô hình nữa các bạn, nhưng soi kỹ mới thấy là hàng thiệt nha. Phần này là rump steak hay còn được gọi là đùi thăn. Tảng thịt kế bên có một hàng xương dựng đứng, chính là sườn cừu. Cả hai đều được order tại quầy. Mình có thể yêu cầu độ chín tái với nhân viên và sẽ được phục vụ tận bàn, tương tự như ở quầy hải sản ướp lạnh. Kế bên quầy steak, nhà hàng cũng bổ sung thêm một vài món ăn nữa đã được chế biến sẵn như cá chẽm sốt cam, bò nướng, cừu nướng và gà quay nguyên con. Còn cái chảo này là tôm hùm rang muối, được giữ nhiệt bằng đèn và đá nóng nên đứng gần nghe nó ấm và thơm lắm các bạn. Phần còn lại của khu vực buffet sẽ là những món ăn nhẹ như súp, bánh mì, salad và tráng miệng. Súp thì có súp cua, súp tôm hùm, bánh mì thì có khá nhiều chủng loại cũng như kích thước khác nhau để ăn cùng với nhiều loại phô mai, thịt nguội rất là đa dạng theo kiểu Pháp.
Đặc biệt ở quầy này còn có một cái đùi heo muối Iberico nhìn khá là nổi bật. Quầy salad và tráng miệng sẽ được đặt liền kề nhau, với khu vực tráng miệng sẽ bao gồm các loại chè, kem, bánh ngọt, trái cây và một tháp kẹo sô-cô-la. Nước uống thì có trà thảo mộc, nước lọc và nước ngọt có ga tự phục vụ và đã bao gồm trong giá vé. Còn bây giờ thì mình sẽ bắt đầu bữa ăn với một đĩa sushi và sashimi, có phần cá hồi rất tươi nha. Tuy nhiên lát cắt hơi mỏng, wasabi thì bị vón cục, mùi nồng và có phần hơi sọc nên mình sẽ cho ít lại. Còn phần thịt cá khi chấm với nước tương có một cái độ trong hấp dẫn, từ từ thể hiện rõ hơn những đường vân mỡ li ti. Thịt khi nhai có một độ mềm và độ ngọt mát rất tốt. Còn miếng sashimi ở phần thân cá sẽ có độ đàn hồi cũng như độ bóng tốt hơn nhờ vào những lớp vân mỡ dày, ăn nịnh miệng hơn, độ ngọt béo cũng được thể hiện rõ ràng hơn và đặc biệt là không tanh. Sashimi cá chẽm hay cá ngừ cũng vậy, cá chẽm thì có độ dai giòn ngọt tự nhiên, cảm nhận được rõ từng thớ thịt cá trong miệng. Cá ngừ thì có độ mềm mịn vừa phải, không bị bở hay tanh, hậu vị là vị ngọt nhẹ khá ổn. Còn gừng hồng ở đây họ ngâm khá chuẩn, có màu hồng sáng, vị chua ngọt nhẹ nhàng và vẫn còn lưu lại một chút vị cay nhưng không đáng kể. Các loại cơm cuộn thì có hình thức đa dạng, nhưng phần nhân bên trong gần như chỉ có một kiểu là trứng, thanh cua và dưa leo chứ không có gì đặc sắc. Tuy nhiên vẫn có một vài điểm mình đánh giá cao, đó là phần gạo ngon, dẻo, được cuộn chắc tay và không quá dày. Trong ba cuộn thì mình thích nhất là cuộn maki xoài vì ăn nó khá thú vị, đậm chất ngọt của trái cây vùng nhiệt đới. Trải nghiệm tiếp theo sẽ là các loại hải sản như tôm, cua, hào và ốc. Đầu tiên sẽ là hào nướng phô mai, có phần vỏ vẫn còn khá ấm tay, bên trên là lớp phô mai nóng hổi được nướng vàng đều, có độ dẻo béo vừa phải, thơm sữa. Phần thịt hào thì con đầu tiên mình lấy không được tròn đầy cho lắm, nhưng chất thịt vẫn ngọt và không hề nhẵn hay tanh. Sang đến con thứ hai thì có chất lượng tốt hơn, hào béo, thịt đầy, vẫn giữ được độ ngọt sâu đặc trưng và tươi mới. Còn hào nướng mỡ hành cũng rất tuyệt vời luôn, với cái độ chín vừa phải, kết hợp cùng hương vị thơm béo tự nhiên, hòa trong cái cay cay mặn mặn của nước mắm, tạo nên một trải nghiệm đa vị mà không từ ngữ nào diễn tả được. Hào ở đây rất ngon các bạn. Về tôm hùm thì mình gọi tôm hùm nướng bơ tỏi và nướng phô mai với kích cỡ đều, trọng lượng chắc chỉ vào khoảng 3 lạng một con. Có chất thịt dai vừa, ngọt vừa chứ không quá xuất sắc như tôm hùm mình đã từng ăn tại Sheraton hay King's Road. Tuy nhiên, so sánh như vậy cũng rất khập khiễng vì giá vé ở Sheraton và King's Road nó thuộc ở phân khúc cao hơn khá nhiều. Còn đối với phân khúc giá của My House, chất lượng tôm như vậy, nêm nếm như vậy với mình là đã tương xứng lắm rồi. Tôm hùm thì vẫn còn giữ được độ ẩm, bơ thì được nướng thơm, tỏi thì được ướp vừa phải, nướng đúng nhiệt nên không tạo vị đắng khi ăn. Riêng phần muối ớt xanh thì hơi mặn nha. Mình là một người có xu hướng ăn đậm vị mà còn thấy hơi mặn thì các bạn ăn nhạt khi tới đây nên thử trước và pha lại nếu cần. Chúng ta có thể thấy phần đầu tôm vẫn còn thịt nha. Phần thịt này cũng rất ngọt, mềm và thơm gạch, đừng có bỏ, ổn lắm. Còn về tôm hùm nướng phô mai cũng có chất lượng tương tự ở phần thịt tôm. Phô mai thì có hương vị thơm béo nhẹ nhàng, bổ sung thêm độ mềm tan cũng như độ ẩm khá tốt cho phần thịt bên trong. Điểm trừ là phô mai hơi ít, nướng chưa đều ở phần đuôi nên chưa tạo được sự nhất quán về mặt trải nghiệm. Trong khi đó, tôm càng xanh là nguyên liệu mình đánh giá cao nhất tại My House. Có thể nói là rất rất tươi các bạn, tươi như vừa được vớt từ trong hồ ra vậy. Mình hoàn toàn có thể cảm nhận được độ dai và chắc của con tôm bằng những đầu ngón tay, ngay trong lúc lột vỏ của nó ra. Chất thịt của cả hai con tôm, một nướng một hấp, phải nói là khiến mình bất ngờ. Độ dai hoàn hảo, độ chắc hoàn hảo, độ ngọt hoàn hảo, tạo nên một cảm giác ăn vô cùng hoàn hảo, thậm chí còn ngon hơn hai con tôm hùm hồi nãy nữa. Về cua hấp thì có chất lượng bình thường, kích cỡ không quá to, thịt có phần hơi ít, độ ngọt thì không nhiều. Phần đùi cua khi tách ra mình thấy hơi bị rời rạc, ăn vẫn cảm nhận được độ mềm, thơm, nhưng độ chắc thịt thì không có. Phần càng cua thì có vẻ được cải thiện hơn vì độ chắc và ngọt thịt, nhưng nhìn chung ăn cho vui chứ cũng không ấn tượng cho lắm. Tôm càng răng me thì mình cảm nhận được vị ngọt nhiều hơn, vị chua ít, còn chất lượng tôm càng ở đây nhìn chung là quá tốt rồi. Mình sẽ không đề cập thêm mà chuyển sang hai loại ốc là ốc hương sốt trứng muối và ốc mỡ xào me. Với ốc hương sốt trứng muối có size to, thịt bám chặt vào vỏ và thấm sốt từ bên trong, nên khi lấy ra cái phần thịt ốc đầy đặn, vàng óng nhìn rất là hấp dẫn. Điểm sáng nhất của món ăn này đến từ cái sốt trứng muối đậm vị và thơm bơ, kết hợp với phần thịt dai chắc và giòn sẵn có của ốc, nên ăn một con là muốn lấy ngay một con ăn tiếp, rất dễ ghiền. Ốc mỡ xào me cũng là một món ăn mà mình đánh giá cao, bởi chất lượng ốc mà nhà hàng tuyển chọn là rất chuẩn chỉnh, con nào cũng to tròn đầy thịt, không hề bị nhớt và teo tóp, rất tốt. Tiếp tục là tôm sú hấp thì mình gọi 5 con, trong đó có 2 con bị bở mình giữ lại 3 chứ không có gọi thêm. Thì thường tôm sú hay được chấm với muối tiêu, riêng mình thì mình thích ăn với nước mắm chua ngọt, pha theo kiểu siêu cay hơn. Mình sẽ lột vỏ và bỏ từng con vào chén như vậy nè các bạn.
trộn đều và cảm nhận cái vị ngọt sâu của tôm, hòa quyện cùng vị mặn mòi từ nước mắm và cuối cùng là cái vị cay nồng bùng nổ từ tỏi và ớt, rất hấp dẫn. Ai ăn cay được thì nên thử nha. Và một món ăn nữa ăn chung với nước mắm dạng này cũng rất hợp lý, đó chính là nghêu hấp Thái. Nghêu được nhà hàng làm sạch cát, giữ được chất ngọt tự nhiên, có phần thịt tròn đầy và mọng nước. Địa tiếp theo mình lấy ở quầy BBQ, có cái chẽm sốt cam với phần sốt ngon nhưng phần thịt cá là bị cứng, cứng theo kiểu bị chai đó các bạn, nên rất khó nhai. Phần da cá thì còn dai hơn nữa nên mình không có trải nghiệm thêm. Tôm hùm rang muối thì ăn được, với lớp muối tẩm bên ngoài được rang theo kiểu Hồng Kông nên nó có vị mặn mà và rất phù hợp để ăn chơi, lai rai. Còn đĩa này là sườn cù các bạn nha. Mình thì không thích mùi hăng của thịt cù, nhưng bếp ở đây họ đã hạn chế gần như tối đa mùi hăng đó, nên mình có thể ăn được một ít, chứ ăn nhiều là rất ngán. Còn ai đã ăn được rồi thì có thể sẽ hài lòng với chất lượng thịt cù ở đây vì nó khá mềm và béo. Bếp steak thì còn tuyệt vời hơn với độ chín tái đúng gu của mình. Nước sốt thì khá thơm và được nêm nếm rất vừa phải để đáp ứng cái khẩu vị đại trà của khách hàng. Về thịt bò thì có một độ mềm nhất định chứ không phải mềm tan, nhưng nói chung là khá tốt về mặt chất lượng nguyên liệu, chế biến và hương vị tổng thể. Gần cuối bữa ăn, mình mới ăn thử cơm chiên và súp của nhà hàng, thì cơm chiên ở đây có một lợi thế là hạt gạo dài, được chiên rời rạc và không bị khô. Gia vị chiên cùng với cơm cũng không nhiều, nên hương thơm chủ yếu đến từ sò điệp và thoang thoảng hương sốt XO. Điểm trừ duy nhất của món ăn này là bị ngậy dầu, ăn ngon nhưng ăn một chén là ngán. Súp tôm hùm cũng vậy, rất dễ ngán do độ béo quá cao và độ ngọt quá thấp. Nếu ăn chung với bánh mì thì sẽ dễ ăn hơn. Còn súp cua thì nấu quá đặc, nguyên liệu quá bình thường và hoàn toàn không có điểm đặc trưng nào để mình cảm nhận và đánh giá thêm. Đối với các món ăn tráng miệng thì nhà hàng có rất nhiều loại bánh ngọt theo kiểu Âu, ngoài ra còn có một vài loại chè, kem và trái cây. Tuy nhiên chất lượng nhìn chung mình thấy cũng chỉ ở mức chấp nhận được là chủ yếu. Trong đó chè xanh bổ lượng là món mình đánh giá cao nhất bởi nó không bị quá ngọt, hoàn toàn phù hợp để kết thúc bữa ăn. Và kết lại, buffet của nhà hàng C'est La Vie tại khách sạn My House đã để lại cho mình một ấn tượng khá ổn từ không gian, cách bày trí cho tới chất lượng món ăn. Bạn nhân viên hỗ trợ bạn mình cũng rất nhiệt tình và nhanh nhẹn. Có điều, mình không rõ là sau khoảng thời gian khuyến mãi này, nhà hàng có lên giá không. Còn nếu vẫn giữ nguyên giá vé như hiện tại, có thể nói đây chắc chắn là một trong những lựa chọn hàng đầu cho những ai yêu thích buffet hải sản cao cấp trong một không gian 5 sao, lịch sự mà không quá đắt đỏ. Và khẩu vị của bạn mới là quan trọng nhất. Review của cá nhân mình chỉ mang tính chất tham khảo thôi nha. Nếu thấy video mình làm hay và hữu ích, hãy bấm like và subscribe kênh để luôn nhận được nhiều nội dung mới từ mình. Thân chào và hẹn gặp lại.